làm toàn đực này cho mọi người nhá. Ở đây thì có con màu hơn là đất lát kết sỏi thì là đàn này là mới là cái đàn. Giai đoạn làm phòng cho những người đàn được tốt hơn. Đây, đây em bổ ra đằng trước để cho nó lùi. Đã khởi mắt tay rồi. Đây. Mọi người nhìn này, thì là hai màu luôn nhé. Ở đây thì mỗi con thì sẽ có một cái giá khác nhau nhé mọi người nhé. Tí thì em sẽ báo giá từng con ở từng video riêng một luôn. Đợt này thì thời điểm cái sẽ cực kỳ là rẻ nếu mà anh nào thích nuôi sinh sản. Còn đực thì giá sẽ cao hơn. Mọi người nhìn cái mức độ nó cắn này. Vỗ vào cái đầu nữa. Bắt ra ngoài luôn đi. Cân một con hết rồi nhé mọi người nhá. Mới ra này. Mình thì là cứng cáp luôn, các miền Nam mà nuôi những con như thế này đi xa thì không bao giờ lo về cái vấn đề sức khỏe. Chẳng bình thường những cái đàn em xuất bán 2 tháng 7, 8, 9 cân thì em vẫn cho vận chuyển miền Nam bình thường nhá. Đấy. Rồi bây giờ có khi bắt riêng ra ngoài này thì sẽ quay từng con riêng cho các anh luôn ạ. Chào mọi người.